Sau ly hôn, Dĩnh Phong nói gì về nhau? Làng giải trí xứ Trung vẫn chưa hết sốc nhiệt trước thông tin đột ngột Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Tiểu Phong ly hôn sau gần 3 năm bên nhau. Những lời bàn tán xôn xao được dấy lên khắp các diễn đàn. Trên net đều cho rằng cả hai có quá nhiều điều uẩn khúc đằng sau cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực này. Triệu Lệ Dĩnh nói gì khi được hỏi về Phùng Tiểu Phong? Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tạo hình xinh như tiểu thư tại một sự kiện. Cô vui vẻ trò chuyện với người hâm mộ và khi đứng trước câu hỏi, chỉ có thấy hối tiếc sau khi ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh nói, tôi có khả năng biến bản thân trở nên tốt đẹp hơn để bù đắp tất cả những tiếc nuối trong lòng, củng cố nội tâm, giành lại thế chủ động. Chỉ có như vậy thì mới có thể sống tốt hơn vì bản thân mình. Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh phần nào khẳng định cuộc sống rất ổn định và vui vẻ của vợ cũ Phùng Tiểu Phong. Sau khi xác nhận ly hôn, cặp đôi đối mặt với nhiều tin đồn quanh cuộc hôn nhân của họ, nhưng cả hai đều giữ im lặng, từ chối bình luận. Gần đây, truyền thông Hoa ngữ đề cập tới mối quan hệ căng thẳng giữa Triệu Lệ Dĩnh và mẹ chồng cũ, cùng chứng bệnh trầm cảm sau sinh nở khiến mối quan hệ giữa cô và Phùng Tiểu Phong tan vỡ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Tiểu Phong bén duyên trong một lần hợp tác chung vào năm 2017. Không lâu sau đó, cặp đôi công khai tình cảm và thông báo đăng ký kết hôn vào cuối năm 2018. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 4 năm 2019 trước khi xác nhận ly hôn. Cặp đôi đã đối mặt với nhiều áp lực từ truyền thông cùng tin đồn rạn nứt tình cảm. Khi được hỏi về mối quan hệ với chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh nói, dù trên sân khấu hay ngoài sân khấu, tôi đều coi anh ấy như một người bạn tốt. Câu trả lời ngắn gọn của mỹ nhân 8X cũng phần nào tiết lộ mối quan hệ êm ấm giữa cô và chồng cũ. Nữ diễn viên từng tuyên bố cô và Thiệu Phong dù không còn là vợ chồng nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức để bù đắp nuôi dạy cậu con trai mới 2 tuổi. Về việc ly hôn tuy ồn ào và gặp nhiều áp lực từ dư luận không ảnh hưởng tới tâm trạng của Triệu Lệ Dĩnh. Ngày 11 tháng 6, nữ diễn viên nổi tiếng bị giới săn tin bắt gặp ăn mặc giản dị, vội vã di chuyển tại sân bay trở về Thượng Hải giữa đêm. Có thông tin cho rằng Lệ Dĩnh tranh thủ về thăm con trai Tưởng Tượng ngay khi được nghỉ. Bé Tưởng Tượng đang sống với Phùng Tiểu Phong và ông bà nội, trong khi Triệu Lệ Dĩnh sống tại Bắc Kinh. Sau khi scandal ly hôn nổ ra, netizen đã lật lại bài phỏng vấn cũ của tài tử Phùng Tiểu Phong khi nói về Triệu Lệ Dĩnh. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, netizen đã đào lại bài phỏng vấn năm xưa của Phùng Tiểu Phong. Khi tham gia một show truyền hình, anh nghẹn ngào nói trước ống kính. Vậy rốt cuộc em có thực sự muốn kết hôn với anh hay không? Có thực sự yêu anh hay không? Hay chỉ vì cần phải yêu, cần phải kết hôn nên mới ở bên anh mà thôi? Vì lời chia sẻ này, netizen cũng bày tỏ sự hoài nghi phải chăng cuộc hôn nhân của Phùng Tiểu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không có tình yêu. Đáng chú ý, MC của chương trình đã phát hiện ra trên tay của Phùng Tiểu Phong không hề đeo nhẫn cưới. Nam diễn viên nói với giọng điệu buồn bã, cho tới tận bây giờ em vẫn chưa có nhẫn cưới. Khi được hỏi vì sao, tài tử họ Phùng ấp úng hồi lâu rồi bộc bạch, em cũng không biết nữa, vợ em chưa từng đưa nhẫn cưới cho em. Nghe xong những lời chia sẻ này, netizen cảm thấy vô cùng xót xa cho mối quan hệ của cả hai. Có thể thấy ngay từ thời điểm này, cặp đôi đã có những khúc mắc trong mối quan hệ mà chỉ có hai người mới hiểu được.